chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người một mẫu máy giặt lồng đứng của hãng Hitachi. Tên model sản phẩm là SFS95XC. Với khối lượng giặt quần áo lên đến 9,5 kg, tốc độ vắt lên tới 750 vòng trên 1 phút. Máy phù hợp với những gia đình có đông thành viên từ 5 đến 7 người. Máy được sản xuất tại Thái Lan, được bảo hành trong vòng 12 tháng. Với thiết kế chắc chắn, trang nhã, máy có một số tính năng cơ bản như vỏ máy được trang bị kim loại sơn tĩnh điện, lắp máy bằng kính cường lực, dễ quan sát. May mắn thuận tiện, chất liệu lồng giặt bằng thép không gỉ, tạo nên độ bền khi sử dụng lâu dài cho gia đình bạn. Máy có công nghệ Speedway Wash, có sự kết hợp giữa cánh nâng đẩy quần áo lên xuống trong lúc giặt và lối thoát mạnh mẽ giúp nhào lộn, đảo quần áo tốt hơn, làm tăng hiệu quả giặt sạch quần áo. Đặc biệt, máy có thêm tính năng giặt thẩm thấu 4 bước, hòa tan một giặt, thấm sâu vào quần áo, tiếp xúc hoàn toàn sâu gần từng sợi vải, rồi đánh bay một cách bật cứng đầu nhất, mang lại cho gia đình bạn có những bộ quần áo thơm mát và sạch sẽ. Máy được tích hợp bơm trợ lực cung cấp nguồn nước mạnh mẽ cho máy hoạt động tốt dù ở những nơi khu vực có nước yếu. Máy rất tiện lợi vừa chức năng chống tối đồ giặt. Ngay sau khi kết thúc chương trình giặt, mâm giặt của máy Hitachi sẽ tiếp tục chạy theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ để quần áo được phơi ra, không bị xoắn tối ra vào nhau. Góp phần giúp giảm nhanh hiệu quả cho đồ giặt, bạn sẽ không còn tốn thời gian nào ủi sau này. Với bàn điều khiển song ngữ Anh Việt cùng với 11 chương trình giặt như giặt nhanh, giặt tiết kiệm, giặt chăn mềm, vân vân, rất dễ sử dụng, phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình bạn. Máy còn có các thêm các tính năng khác như khóa trẻ em, tự khởi động lại khi có điện, vệ sinh lồng giặt, hẹn giờ giặt sau, bộ lọc cơ vải kháng khuẩn sẽ đem lại sự thoải mái khi sử dụng máy giặt cho gia đình bạn. Trên đây tôi đã nêu một số tính năng cơ bản của máy giặt Hitachi SFS95XC. Xin chào và hẹn gặp lại!